Chào mọi người, chắc hẳn các bạn đam mê du lịch đã nghe đến tên mảnh đất Than Uyên của tỉnh Lai Châu rồi đúng không? Và hôm nay cá nhân mình xin được review những điểm mà các bạn nhất định phải đến khi đang có ý tưởng lựa chọn Than Uyên là điểm đến của mình nhé. Các bạn có thể lựa chọn đi các điểm gần trước, sau đó di chuyển đến các điểm xa hơn hoặc ngược lại. Cái này tùy vào các bạn. Đầu tiên phải kể đến đó là đồi thông khu 7, chỉ cách trung tâm huyện 1 km. Đến đây, du khách sẽ có cảm giác được thư giãn, ngắm những hàng thông xanh mát, gió thổi vi vu, trải nghiệm hái dâu tây, tụ tập nướng đồ ăn cùng đồng bọn thì vui thôi rồi, và lưu lại những bức ảnh check-in tuyệt vời. Và một địa điểm nữa quý vị không nên bỏ qua, đó là lấp hưu khu 9, cách trung tâm huyện khoảng 2 km, nằm giữa cánh đồng. Đây được ví như Đà Lạt thu nhỏ, có phục vụ ăn uống, khu nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện nghi, thoáng mát. Và sau đây là một số điểm xa hơn, đó là làng cá Thẩm Phé, xã Mường Kim, cách trung tâm huyện khoảng chừng 20 km. Vịnh Pá Khôm, bản Hồi Bắc, xã Phạm Mu, cách trung tâm huyện hơn 30 km. Làng cá xã Ta Gia, cách trung tâm huyện khoảng hơn 20 km. Cảnh sát tuyệt đẹp được ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm nước bè trên vịnh, du thuyền ngắm cảnh hồ Bản Chát, thưởng thức ẩm thực dân tộc và tham gia giao lưu văn nghệ trên nhà nổi. Và vào ngày cuối tuần của cuối mỗi tháng, quý khách sẽ được trải nghiệm chợ phiên vùng cao, chợ đêm Ta Gia, xã Ta Gia, chợ phiên Nậm Pắt, xã Tà Mung với đa dạng các mặt hàng nông sản sạch của bà con, thưởng thức các món ăn dân tộc, thắng cố ngựa ô và được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc nữa đấy. Còn với các bạn thích khám phá, chinh phục, trải nghiệm cảm giác mạnh thì đỉnh Trông Xua và Lau Ca là sự lựa chọn tuyệt vời, nằm tại bản Nong Quang của xã Khoen On, cách trung tâm huyện khoảng 40 km. Với độ cao 1.500m so với mặt nước biển, nơi mà trong tâm linh của đồng bào dân tộc Mông từ xưa tới nay luôn là địa điểm may mắn mang đến niềm hạnh phúc trường tồn. Kết thúc ngày trải nghiệm tại các điểm du lịch và buổi tối, quý vị có thể đến khu nhà kính thưởng thức các loại đồ uống, ngắm cảnh Than Uyên về đêm, ăn đồ nướng tại phố ẩm thực. Đặc biệt vào tối thứ bảy hàng tuần có chương trình văn nghệ tại công viên hồ trung tâm huyện, tham gia đốt lửa trại và múa xòe. Đến với Than Uyên vào các dịp lễ Tết, tuần du lịch, ngày hội thể thao các dân tộc diễn ra vào dịp mùng 2 tháng 9, du khách sẽ được hòa mình trải nghiệm nhiều lễ hội đặc sắc hơn nữa để cảm nhận hết được vẻ đẹp đa sắc màu của các dân tộc nơi đây. Còn chần chừ gì nữa, hãy chọn Than Uyên là điểm đến cho mình ngay thôi nào. Nhớ đăng ký và follow kênh của mình để nhận thêm nhiều video hấp dẫn nhé. Cảm ơn mọi người.